Xin chào mọi người đã đến với kênh Bác sĩ Sữa Mẹ Anh Thi. Hôm nay bác sẽ giúp các mẹ biết là khi nào mình nên đổi bên ngực cho con. Đầu tiên bác cần các mẹ nhớ một điều là sẽ có những bé chỉ cần vú một bên, sẽ có những bé cử nào cũng phải vú hai bên, lại có những bé cử thì vú một bên, cử thì vú hai bên. Các mẹ cứ việc cho con bú theo nhu cầu của bé nha. Đối với những bé bú một lần cả hai bên ngực thì dấu hiệu mà dễ nhận biết nhất đó là em bé cứ khó chịu ở bên ngực bên đó, cứ ngậm rồi nhả, thì lúc đó các mẹ có thể đổi bên cho bé. Khi mà đổi bên, nếu em bé bắt đầu bú dễ chịu trở lại, có nghĩa là mình đã đổi bên đúng lúc. Dấu hiệu thứ hai mà các mẹ có thể dựa vào để đổi bên đó là các mẹ sẽ nhìn vào cái cách nuốt của em bé. Bác có để đường link về cách bú hiệu quả, tức là cách xem bé nuốt có hiệu quả hay không ở bên dưới, các mẹ có thể click vào để xem. Vậy thì khi mà em bé đang bú mà lúc đó mẹ cảm giác ngực mềm rồi, bản thân em bé bú thì rất là ít nuốt luôn, chỉ toàn là nút thôi, thì lúc đó mẹ cũng có thể đổi bên ngực cho con. Dấu hiệu thứ ba đó là khi mẹ nhìn thấy em bé nó ngủ quá dễ dàng trên ngực mẹ. Lúc này sữa ở bên ngực mà bé đang bú xuống rất là chậm. Khi xuống chậm như vậy, nhiều bé sẽ dễ rơi vô trạng thái buồn ngủ và em bé sẽ ngủ thiếp đi. Vậy thì nếu em bé đang bú mà cứ rơi vô trạng thái buồn ngủ quá dễ dàng và cái miệng của em bé chỉ nút nhẹ 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 như thế này, thì mẹ có thể rút ti ra và đặt em bé xuống. Khi đặt em bé xuống rồi mà em bé ngủ luôn thì thôi, có nghĩa là bạn đã bú đủ. Còn nếu như mà em bé vẫn thức dậy và đòi bú tiếp thì mẹ lại đưa vào cho bạn bú bên đó tiếp. Khi bú bên đó, bạn lại rơi vào trạng thái buồn ngủ quá dễ dàng và cái miệng lại bú rất là nhẹ, có nghĩa là sữa bên đó bạn đã bú đến phần sữa sau rồi, sữa xuống chậm cho nên em bé dễ ngủ, lúc đó mẹ đã có thể chuyển qua bên kia được rồi. Các mẹ lưu ý là đừng có cho con bú quá lâu ở một bên, cứ ráng cho con bú một bên mà con nó cứ ngủ hoài bên đó thì cái chuyện mà bé rút sữa ra khỏi ngực mẹ sẽ không hiệu quả, bởi vì bé ngủ và bé nút rất là nông, bé nút rất là nhẹ thì cái lượng sữa nó không rút ra khỏi được ngực nhiều và nó sẽ không giúp làm kết sữa đâu. Lúc này mẹ nên đổi bên ngực vì nó sẽ giúp cho em bé nhận được một cái lượng sữa nhiều ở bên ngực còn lại, cứ bú sẽ kết thúc nhanh hơn, em bé sẽ rút sữa hiệu quả hơn. Tóm lại, để đổi bên ngực cho bé, các mẹ sẽ dựa vào những dấu hiệu sau. Đầu tiên là em bé khó chịu và không chịu bú bên đó nữa. Dấu hiệu thứ hai là ngực mềm cộng với việc em bé bú và rất là ít nuốt ở bên đấy. Dấu hiệu thứ ba là ngực mềm cộng với việc là bé bú và bé thường xuyên rơi vào ngủ ở bên đó và cái cách nút của em bé rất nhẹ. Tất cả những dấu hiệu này các mẹ đều có thể yên tâm đổi bên cho con mà không sợ là con chỉ bú có mỗi sữa đầu không nha. Các mẹ còn những câu hỏi nào có thể comment ở bên dưới video clip này. Bác sẽ xem và sẽ chọn ra những cái chủ đề mà có thể trả lời chung cho các mẹ. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt các mẹ. Hẹn gặp lại các mẹ ở video clip lần sau.